Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì em gái lên chia sẻ với mọi người những cái đơn hàng đa phần là sẽ là trà bạch cổ, và những cây này tất cả đều là những cây đang nụ để các bác về chơi những cái bông hoa cuối vụ nhé. Và trước khi đi vào những cái đơn hàng đầu tiên thì em vẫn xin được chia sẻ cái chính sách khi mà các bác sưu tầm của nhà vườn, đó là chuẩn cây chuẩn giống. Nếu như các bác chăm, nhà vườn sẽ bảo hành để lại sống chết của cây, sẽ hỗ trợ các bác một cây mới nếu như cây chết, bởi vì là nhà vườn rất tự tin về cái những cái cây mà nhà vườn chia sẻ, chắc chắn là nó sẽ không bị chết. Thực ra khi mà các bác chơi cây ấy, cây bị chết nó chỉ có duy nhất hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là các bác bón quá nhiều phân. Mà tất nhiên các bác khi mà các bác chơi cây thì em biết rằng là cái yếu tố này là hoàn toàn không có. Các bác chăm cây trà mi, các bác tìm hiểu rất là nhiều, và gần như khách hàng của em chưa có một vị khách nào bị chết cây. Đó, bị chết những cái cây cổ nha các bác nhé. Nên là em rất là tự tin khi mà bảo hành cho các bác là một đổi một nếu như cây bị chết. Đó, và cái chính sách thứ hai đó là bảo hành chuẩn hoa chuẩn giống cho các bác, để các bác hoàn toàn yên tâm sưu tầm. Thì em xin phép là đi vào những cái đơn hàng đầu tiên. Đi vào cái đơn hàng đầu tiên thì những cây này thì em đã đo hết thông số rồi, bởi vì là em không có người quay giúp nữa. Nhờ được thằng cô em mấy hôm thì hôm nay là nó đi vắng rồi. Thì đây các bác có thể thấy là những cái bông hoa trà mi cuối vụ này. Các bác có thể thấy là những cái cây trà mi em chăm ấy, vì là chăm nó đạt nha các bác nhá, nên là cái lá của nó rất là lực. Cái lá và cái cành của nó rất là lực. Đây, kể cả những cái nụ này, đa phần là nụ cuối vụ là sẽ bị đen nụ hoặc là rụng nụ, nhưng mà cây của nhà vườn thì không hề đen, không hề rụng luôn nhé các bác nhé. Và cái đơn hàng này thì em xin phép chia sẻ cho cả nhà mình cái thông số để cả nhà mình cùng nắm sơ qua. Cây này là vanh 8, chiều cao của cây là 82cm và bề ngang tán. Tán này thì tứ diện bằng nhau nhé các bác nhé. Tán rất là tròn đẹp luôn, tán rất là tròn đẹp và nó rất là nặng, nên là em không thể bê được luôn các bác ạ. Mấy hôm nay sức khỏe có vấn đề nên em không bê được, thì em xin phép là cây ở điểm nào em quay ở điểm đấy nhá. Cây này thì đang nụ, em chia sẻ cho các bác giá là 1.400.000 em bao phí ship nhá, 1.400.000 em bao ship này, để khi mà các bác sưu tầm là cái tiền cước nó rất là cao, em sẽ bao ship luôn cho các bác. Em xin báo lại thông số của cây này là vanh 8, cao 82cm, ngang 8 là 75cm và rất là đều 8 luôn nha các bác nhá. Cây này thì thoát được khoảng cây này là thoát được 15. Đây các bác này, thoát được 15. Tiếp theo là em đi vào đơn số 2. Đơn số 2 cũng là một cây trà bạch đang nụ này. Các bác nhìn này, cây lực nó mập chưa? Cây nó rất là mập và khỏe luôn. Nên là khi các bác chăm cây các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Cây này thì em chia sẻ với các bác cũng là một cây vanh 8, chiều cao là 78 phân, chiều ngang cũng là 75 phân. Đó, cây tán rất là tròn và sum luôn nha các bác nhá. Tán cực tròn và sum luôn. Thì em chia sẻ cho cả nhà mình cây này giá là 1.000.000, cũng là 1.400.000 em bao ship đi. Cũng là 1.400.000 em bao ship nhá. Và tiếp theo là một cây trà mi. Tiếp theo cây này thì nhiều nụ hơn, về các bác thao hồ chơi luôn. Cây này có 1, 2, 3, 4 3 cái nụ, 4 cái nụ các bác ạ. Đây này, 1 nụ này, 2 nụ này, 3 nụ này, 4 nụ. Và cây này thì các bác có thể thấy rằng là một cái cây ấy, nó rất là lực, nó rất là khỏe, nên là nụ của nó rất là xanh nhé các bác nhé. Đấy, nụ nó không hề bị đen luôn. Cái đơn hàng này thì em xin chia sẻ thông số cho các bác, đó là ngang là 68cm, cao là được 80 phân và vanh là được 8,5, nhưng mà em sẽ tính 8 bởi vì là cái thước thường khi là tay mình đo là nó du di 0,5 phân, nên là em xin phép là tính là 8 phân, bởi vì là có nhiều bác cũng bảo là mua lấy cái thước kẹp cho nó chuẩn, nhưng mà thật sự rằng là mỗi một lần đo ấy dùng thước kẹp thì nó sẽ chính xác hơn, nên là em sẽ cố gắng khắc phục này. Ở những cái video lần sau nếu như mà có thước kẹp thì em sẽ kẹp để cho các bác dễ bề quan sát. Thì những cái cây này thì em chia sẻ cho cả nhà mình, cây này thì em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 1.400.000 đã bao gồm phí ship các bác nhá. 1.400.000 đã bao ship rồi. Và tiếp theo thì em chia sẻ với cả nhà mình, tiếp theo em chia sẻ với cả nhà mình đó là những cái cây giống nhá. Cây giống này các bác này, đây là những cái cây giống lự điểm tuyết nhá. Các bác có thể thấy này, cây giống này thì chiều cao của cây chiều cao của cây này các bác này, em xin phép em vừa cầm lấy vừa quay đó, là nó được khoảng tầm 35cm, nhưng mà cây này do là 33cm đó, 33 đến 35 nhé các bác nhé. Thì em chia sẻ với cả nhà mình giá hôm nay, chia sẻ cho các bác giá là
130 tiền thì hợp lý nhỉ các bác nhỉ? Vì cây rất là to, đây như những cái cây này nhá các bác, rất là đẹp luôn này. Em chia sẻ cho mọi người là 250 một cặp nhá. Đó, chia sẻ cho cả nhà mình là 250 một cặp, bán theo cặp cho nó dễ đi. Đây các bác có thể thấy này, cây nó rất là lực. Thật sự là các bác chọn giống ấy, các bác nhìn những cái cây nó lực, nó lên, nó khỏe như thế này mà các bác mua. Chứ còn người ta bán 100.000 hay là 50.000 ấy, thì cái cây giống nó không khỏe, nó không chất lượng, nó không đảm bảo, thì dẫn đến việc là các bác chăm nó cũng sẽ rất là vất vả. Đúng không ạ? Đây cây của vườn em là có những cây là lộc nó đã lên dài như thế này rồi. Đúng không ạ? Và các bác nhìn là cái lực của cây ấy, lực của cây và rễ của cây nhá. Lực của cây này, lực của cây nó rất là khỏe luôn. Đó, thì các bác lấy thì chúng ta lên lấy những cái cây mà búp nó như thế này thôi này, để tránh là gửi những cái đọt nó mở lá như thế này ấy, thì là đi là về đến nhà các bác. Nếu như các bác ở quanh khu vực miền Bắc thì không sao, em vẫn tự tin gửi cho các bác. Nhưng nếu như ở khu vực miền Nam thì các bác chỉ nên chọn những cái đọt nó nhú nhú như thế này thôi. Trong khả năng của em thì em sẽ tư vấn cho các bác hết sức. Đó là 125.000 một cây và 250 một cặp nha các bác nhá. 250 một cặp để cho các bác sưu tầm. Cây này là cây giống lựu điểm tuyết nha các bác nhá. Lựu điểm tuyết ạ. Đó thì em xin cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ nhà vườn. Đó, và chúc các bác là có những cái tác phẩm hoa đẹp để chơi và sưu tầm được nhiều cái cây giống đẹp nhé mọi người.